Hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu với nhau một cái chương trình thiết kế trên nền vector. Đấy là chương trình CorelDRAW. Thì hiện tại thì trên thị trường thì nó có tồn tại song song hai chương trình, là có cùng cái mục tiêu tương đối giống nhau. Đấy là Adobe Illustrator của hãng Adobe và CorelDRAW của hãng Corel. Thì hai cái chương trình này thì nó có cái tính tương đồng rất là lớn, hầu như là làm cùng nhiệm vụ với nhau. Thế lý do tại sao mà chúng ta lại cần học Corel? Đấy thì thực ra thì khi mà thiết kế thì chúng ta cũng không thể biết được là làm việc với các cái khách hàng, người ta đưa cái dữ liệu cho chúng ta thì người ta sẽ đưa dữ liệu theo cái gì. Đấy, thì Corel cũng có thể mà Illustrator cũng có thể. Cho nên là mặc dù trên lý thuyết thì chỉ cần nắm được một trong hai chương trình là cũng có thể làm được các cái thiết kế trên nền vector rồi. Tuy nhiên là nếu mà nắm được đủ cả hai thì nó sẽ tiện hơn trong bất cứ trường hợp nào khách hàng đưa cái gì thì chúng ta làm việc với người ta trên cái nền tảng như thế. Thế còn Corel thì nó hơn thua thế nào so với thằng Illustrator? Thì thực ra thì mọi người vẫn cứ tranh cãi rất là nhiều. Nhưng mà nói cho cùng đấy là một sự tranh cãi vô nghĩa. Tại vì là có người thì bảo là Illustrator thì nó chuyên nghiệp hơn, nó chặt chẽ hơn. Đấy. Thế nhưng thực ra thì mỗi thằng nó đều có cái điểm mạnh điểm yếu của nó. Nếu là một chương trình mà nó tỏ rõ được một cái sự hơn thua hẳn hoi thì chương trình đối thủ sẽ chắc chắn không còn đất sống, chắc chắn là sẽ tự bị tiêu diệt. Nhưng mà cái điều này thì không hề xảy ra. Corel và Illustrator nó vẫn so kè từ cái ngày mà hai chương trình nó ra đời đến bây giờ và luôn luôn phát triển song hành với nhau. Thằng này ra một phiên bản mới thì thằng kia lập tức sẽ có một phiên bản mới tương tự ngay lập tức. Đấy, và trên thị trường thì nó vẫn tồn tại song song cả hai. Đấy, điều chứng tỏ rằng là mỗi một chương trình đều có những cái điểm mạnh riêng của nó. Đấy. Thực tế ra thì Corel có thể coi là cái chương trình thiết kế trên nền vector đầu tiên chạy trên nền Windows. Đấy, Illustrator thì thực tế thì nó ra trước một chút, nhưng mà nó lại làm việc ở trên hệ điều hành macOS của thằng Apple chứ không phải là Windows. Đấy, cho nên có thể coi là thằng Corel là thằng thiết kế vector trên nền Windows đầu tiên. Đấy, và nó ra sau một chút, có một chút gì đó thì xưa nay mọi người vẫn cứ nghĩ rằng là thằng Corel nó đi theo, nó học theo thằng Illustrator. Đấy, thì chắc chắn là như thế. Hai thằng thì cũng đều có những cái thứ học của nhau. Trước đây thì có vẻ như Corel học theo Illustrator cũng là một số thứ. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì đang là quá trình thằng Illustrator lại quay sang học hỏi lại rất nhiều thứ từ Corel. Các phiên bản mới nhất của Illustrator bây giờ thì đang quay trở lại học những thứ mà Corel có từ cách đây độ khoảng 10 phiên bản. Và ở một góc độ, nếu mà là người dùng thì bây giờ chúng ta cũng nói luôn là không có khái niệm chương trình Pro, mà chỉ có khái niệm là người dùng Pro thôi. Đấy, tư duy của chúng ta tốt thì dùng bất cứ chương trình nào cũng được, miễn là quen tay. Thế còn Corel thì nó có một cái điểm mà lợi thế rất lớn so với lại thằng Illustrator. Đấy là cách tiếp cận vấn đề của nó dễ dàng hơn nhiều, nó thân thiện hơn so với lại thằng Illustrator. Thế bây giờ chúng ta bắt đầu vào làm quen với giao diện. Thì trên màn hình thì chúng ta đang mở cái giao diện của chương trình CorelDRAW. Hiện tại là chúng ta đang giới thiệu về chương trình CorelDRAW phiên bản X7, hay là nói nôm na đó là chương trình phiên bản 17. Đấy. Thực ra thì bây giờ Corel đã ra phiên bản mới hơn rồi, là X8. Tuy nhiên là cái nền tảng của Corel nó làm rất là tốt. Chúng ta có thể là học bất kỳ một phiên bản nào, và sau đó thì vác nguyên tất cả các tư duy đó cập nhật lên trên mạng trên. Thực ra thì mỗi phiên bản thì nó tất nhiên là nó cũng sẽ bổ sung một vài cái điểm mới, một vài cái hỗ trợ mới.
Tuy nhiên nó không phải là một giờ một vực, mà thực ra thì mỗi một cái bảng này nó cải tiến ít nhiều thôi. Mỗi cái thì nó sẽ có thêm một chút nào đó tiện lợi hơn một tí. Và nhưng mà cái chuyện đó thì không thành vấn đề. Các bạn hoàn toàn có thể nắm tốt được cái chương trình X7. Sau đó các bạn muốn cập nhật lên phiên bản mới hơn thì nó chỉ mất một chút thời gian thôi. Còn tư duy thì tuyệt đối là chúng ta sẽ vác nguyên được cái tư duy từ các phiên bản thấp lên phiên bản cao mà không có bất cứ một cái khó khăn gì trong cái chuyện đó cả. Về mặt giao diện thì các bạn nhìn thấy ở đây trên này là thanh tiêu đề này, nó sẽ giới thiệu cho chúng ta là tên của chương trình này. Hệ này là cài dạng 32 bit hay 64 bit này. Tất nhiên là 32 với 64 thì nó có khác gì nhau không? Thực ra về mặt tính năng thì hoàn toàn nó giống nhau. Đấy, chỉ có điều là những cái thằng nào mà cài ở hệ 64 bit thì nó tận dụng được cái sức mạnh của cái nền tảng tốt hơn. Và đối với cái bản 64 ấy, khả năng tính toán của nó sẽ nhanh hơn, thực hiện nhanh hơn do nó tận dụng được, có thể là cắm được rất nhiều RAM. Đấy, máy 32 thì nó chỉ tối đa là một số lượng RAM nào đó 4GB thôi. Đấy, thế nhưng mà nếu mà cài lên 64 thì chúng ta có thể là cắm được nhiều RAM hơn 8GB, 16GB, 32GB, và tất nhiên là nó tận dụng được cái sức mạnh của cái hệ thống tốt hơn và nó sẽ làm việc nhanh hơn. Còn về giao diện, về lệnh, về công cụ thì không có gì khác nhau giữa cái bản 32 và 64 cả. Đấy, chỉ có tốc độ tính toán là nó sẽ làm việc nó sẽ nhanh hơn hay chậm hơn nhau thôi. Thanh thứ hai mà chúng ta làm quen đó là thanh menu, nơi chứa tất cả những cái lệnh, và chúng ta tìm tòi vào sâu nhất trong tất cả mọi cái lệnh thì chúng ta có thể tìm vào trong menu này. Hiện tại thì do chúng ta chưa mở tài liệu ra thì nó chỉ cung cấp cho chúng ta những cái menu cơ bản nhất để can thiệp vào cái môi trường làm việc. Đấy, cách thiết lập thôi. Thế còn kế bên dưới thì chúng ta có một cái thanh gọi là thanh standard. Thì thanh này cung cấp cho chúng ta những cái thiết lập cơ bản nhất từ môi trường làm việc. Ví dụ như là mở tài liệu này, tạo tài liệu này, mở tài liệu này, lưu này, in này, cắt này, copy này, dán này, undo, redo, rồi thì import, export, rồi các vấn đề về view, tức là zoom to, zoom nhỏ với cấp độ như thế nào, rồi thể hiện các cái thước đo này, đường lưới này, vân vân. Tức là những cái chế độ mà rất là cơ bản để mà chúng ta thiết lập môi trường làm việc. Thế còn thanh dưới này thì nó quan trọng hơn. Thanh bên dưới này thì nó gọi là thanh property hay là thanh thuộc tính. Thì thanh này nó sẽ tùy biến rất là nhiều trong cái quá trình làm việc, tùy vào việc là chúng ta chọn công cụ gì hoặc là chúng ta chọn đối tượng như thế nào thì nó lập tức nó sẽ biến đổi để nó có được cái hỗ trợ tốt nhất ở ngay trên cái thanh property đó, mà không bắt chúng ta phải truy cập thật sâu vào trong menu để gọi các cái lệnh. Ở phía lề bên trái là hộp công cụ, nơi sẽ cung cấp toàn bộ các công cụ cho chúng ta trong quá trình làm việc. Thế còn là phía bên phải thì mặc định là chúng ta có thể nhìn thấy palette màu, là bảng màu mà chúng ta sẽ sử dụng trong cái quá trình thiết kế. Trong quá trình làm việc, nếu như chúng ta gọi thêm một số lệnh ở các cái panel ở trong menu window thì nó sẽ mở ra một cái dãy, nó gọi là cái docker, nó chứa các panel lệnh ở sát phía bên ngoài so với lại cái bảng màu này. Thế còn bên dưới này thì chúng ta sẽ có một số các trợ giúp khác. Thì cái thanh ở dưới này nó gọi là thanh trạng thái, tức là nó sẽ cung cấp cho chúng ta những cái thông số rất là cơ bản. Khi mà chúng ta chọn một cái đối tượng nào đó thì nó sẽ khai báo cho chúng ta, ví dụ như là về tọa độ này, hoặc là kích thước này, màu sắc này, đường viền vân vân, các cái thuộc tính của các đối tượng. Thế thì về mặt tính chất thì CorelDRAW nó là làm việc ở trên nền vector và nó sẽ giúp chúng ta là vẽ ra bất cứ cái gì mà chúng ta cần, các dạng kiểu mẫu logo, rồi thiết kế có thể là từ nem card cho tới poster hay cái gì đó. Nó làm việc trực tiếp và chủ yếu là với cái vector, tuy nhiên nó cũng có thể nhập ảnh từ bên ngoài vào và cũng xử lý được
tương đối nhiều thứ liên quan tới ảnh ở trong cái môi trường này. Thế thì để bắt đầu thì chúng ta sẽ thiết lập một cái trang làm việc. Thì các bạn có thể là bấm vào cái biểu tượng New là cái trang giấy trắng. Đó là cái biểu tượng nằm hàng đầu tiên ở trong cái thành Standard. Hoặc là các bạn có thể là sử dụng phím tắt là Ctrl N. Sau khi mà chúng ta nhấp lệnh thì nó sẽ mở ra cái bảng thoại liên quan tới cái thiết lập tham số cho cái trang làm việc này. Đầu tiên thì là trường name, các bạn có thể đặt tên cho tài liệu. Nếu mà làm chu trình thì thực ra thì chúng ta bao giờ cũng nên đặt tên trước cho cái tài liệu của mình, nếu như đã có một cái chủ định là làm cái này để làm gì. Hoặc nếu mà không đặt tên thì nó vẫn cứ giữ cái trạng thái là untitled 1, untitled 2 tùy theo cái thứ tự mà các bạn tạo ra cái tài liệu. Thế còn về phần preset destination thì nó sẽ cho phép chúng ta là lựa chọn một số các cái kiểu mẫu hoặc là những cái mục tiêu công việc. Ví dụ như ở đây thì chúng ta có một số các tùy chọn, đúng không? CorelDRAW default này, default CMYK này, default RGB này, web này, và custom. Thì đấy là những cái chế độ mà khác nhau để cho chúng ta có thể là thiết lập cái môi trường làm việc. Về mặt mục tiêu thì rõ ràng là CorelDRAW giúp chúng ta có thể là thiết kế ra các cái đối tượng vector. Và đối tượng vector đó có thể là dành cho việc làm in ấn này. In ấn thì chúng ta có thể phân ra, đó là in ở những cái hệ máy mà máy đề bàn chẳng hạn, hoặc là những cái máy in số, hoặc là chúng ta cũng có thể là thiết lập những cái tài liệu để mà chúng ta có thể in ở hệ máy in công nghiệp, in offset đấy, hoặc là chúng ta có thể thiết kế giao diện web, thiết kế những cái gì đó liên quan tới web. Thế nhưng mục tiêu thực sự mà sâu nhất, mạnh nhất của nó thì đấy là để làm in ấn offset cộng với lại làm thế mạnh riêng nhé, thế mạnh riêng đặc biệt của Corel. Nếu mà so sánh nó với Illustrator thì Corel, nếu mà các bạn sử dụng nó để làm biển bảng quảng cáo thì cái đấy thì không phải bàn nữa. Đấy, Illustrator thì rất là kém ở trong cái mảng mà làm biển bảng quảng cáo nếu mà so sánh với Corel. Đấy, ví dụ như là về phần cắt chữ đề can đấy, rồi thì các nối với các máy để mà cưa cắt vật liệu để làm biển quảng cáo, rồi thì làm biển đèn led, vân tất cả những thứ đấy thì Corel nó là vua luôn. Thế còn Illustrator nó rất kém ở trong cái mảng đó. Đấy, nhưng mà nó có thế mạnh kiểu khác. Đấy, thì mỗi chương trình nó luôn luôn tồn tại song song là vì lý do mỗi thằng đều có một cái điểm mạnh riêng của mình là vì thế. Thế thì ở đây nếu mà các bạn làm thì chúng ta cũng sẽ chọn một trong hai cái này. Thông thường là chọn một trong hai cái này. Đấy, nếu như xác nhận là làm để InnoSet thì chúng ta sẽ chọn Default CMYK. Thế còn nếu mà các bạn làm chỉ để xem ở trên màn hình, hoặc là nối máy in để bàn, hoặc là tống nó lên web vân vân, những cái việc đó thì các bạn có thể để ở chế độ default RGB thì là chung nhất. Còn nếu mà riêng với web thì các bạn cũng có thể là thiết lập vào web. Thực ra thì chế độ này thì nó liên quan tới một vài cái vấn đề. Một là những cái tham số về mặt kỹ thuật để đảm bảo yêu cầu tốt nhất cho cái sản phẩm mà mình làm ra. Ví dụ như hệ màu này, độ phân giải này, đấy là một thứ. Nhưng mà nó còn liên quan tới thêm một số thứ nữa là về sau này. Ví dụ như là những cái khuôn khổ mà cho sẵn, những cái preset cho sẵn. Đấy, ví dụ như là tôi chọn thiết kế web chẳng hạn, thì nó sẽ đưa ra cho tôi những cái kích thước chuẩn của những cái kiểu thiết kế web. Đấy. Thế còn in thì nó sẽ đưa ra những khổ giấy in mà nó thuộc về mặc định. Đấy. Khổ thiết kế mà nó gần như là kiểu quốc tế rồi đấy, công nhận. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ chọn lấy một cái chế độ nào đó, đúng không? Sau đó thì chúng ta sẽ chọn tiếp ở phần dưới. Ví dụ như là default CMYK chẳng hạn thì rõ ràng là để in offset, và size ở đây thì nó cung cấp cho chúng ta luôn những cái khổ chuẩn luôn. Đấy, ví dụ như là A4, A3 letter này, rồi thì half letter này, business card này, vân vân.
thì hay là kể cả những cái khổ chuẩn để thiết kế phong bì đấy, thì nó cung cấp sẵn cho chúng ta những khuôn mẫu như thế, chúng ta khỏi phải đi tìm, khỏi phải tính toán gì cả. Thế sau khi mà chúng ta chọn lấy một kiểu thì nó sẽ khai báo tiếp cho chúng ta là cái kích thước của cái khổ chúng ta đang chọn đấy chính xác nó là bao nhiêu, rộng bao nhiêu, cao bao nhiêu. Đơn vị thì các bạn có thể tùy chọn, nhưng mà ví dụ như là A4 chẳng hạn thì nó đã thiết lập ngay đơn vị đầu quen thuộc là mm. Sau đó thì chúng ta sẽ có một cái lựa chọn nữa là cái khổ làm việc là khổ đứng hay là khổ ngang. Đấy cũng cái khổ A4 đó thì nếu mà chúng ta làm việc theo khổ đứng thì nó là mặc định rồi. Còn nếu mà chúng ta có một ý đồ khác trình bày cho khổ ngang thì chúng ta bấm vào cái landscape này để chúng ta xoay chuyển cái khổ. Về phần tiếp theo thì chúng ta có một cái trường nó gọi là number of page. Thì đấy, ví dụ vừa nãy tôi có giới thiệu với các bạn nói rằng là gần đây thì thằng Illustrator đang quay trở lại có xu hướng là học theo một số thứ của thằng CorelDRAW là có từ rất là lâu. Thì ví dụ như là cái number of page này chẳng hạn, thì đấy chính là một trong những thứ mà thằng Illustrator đang đang cần phải học theo thằng Corel. Cái khả năng hỗ trợ làm việc nhiều trang thì Corel nó làm việc từ rất là lâu, nó đã cung cấp cho người dùng cái khả năng này rồi. Đấy. Từ phiên bản đầu tiên mà tôi làm việc với Corel là phiên bản Corel 5, cho tới giờ thì chúng ta thấy là phiên bản mới nhất là phiên bản X8, tức là tương đương với phiên bản 18, thì cực kỳ lâu như thế rồi thì Corel nó đã hỗ trợ cái khả năng là làm việc nhiều trang. Trong khi rất rất gần đây tới phiên bản CC, Illustrator mới bắt đầu cung cấp cho người dùng cái khả năng là làm việc nhiều artboard, tức là cũng tương tự như là kiểu làm việc nhiều trang. Đấy thì đấy là một cái ví dụ để nói rằng là đến một lúc nào đó thì các chương trình nó đều phải học hỏi lẫn nhau để nó tiến lên. Thế còn như tôi nói vừa nãy thì cái việc mà chúng ta chọn cái kiểu như thế nào, mục tiêu như thế nào thì nó sẽ đưa cho chúng ta những cái thiết lập mà mặc định cho cái mục tiêu làm việc đó. Khi mà chúng ta chọn là làm in ấn chẳng hạn thì nó xác định ngay là cái hệ màu là CMYK, độ phân giải thì là 300 dpi là chuẩn luôn cho cái thao tác làm để in offset đó, chúng ta không cần phải can thiệp thêm vào những cái tham số này nữa. Phần preview mode thì chẳng qua nó là cái cách thiết lập để cho chúng ta có thể là quan sát một cái bản thiết kế của mình thôi. Chúng ta có rất là nhiều các cái kiểu quan sát và mỗi kiểu đó thì nó phù hợp với lại một mục tiêu khác nhau. Có kiểu là xem theo đường line, tức là nó không có bề mặt, nó chỉ có cái khung để cho chúng ta thấy được là bố cục to nhỏ nó nằm ở vị trí nào. Đấy rồi thì chế độ chất lượng thấp thì giúp chúng ta có thể là tải trang rất là nhanh, xem tổng thể rất là nhanh. Thế còn enhance này thì nó sẽ ở cái mức độ cao, tức là rất rõ, tất nhiên là tốc độ đọc thì nó sẽ chậm hơn so với các chế độ kia một chút. Thì thực ra thì chúng ta cứ để nguyên cái tham số này là chúng ta có thể là làm việc rồi. Sau khi mà chọn một vài cái tham số rất là cơ bản như thế này thì chúng ta nhấp OK để chúng ta thiết lập cái trang làm việc đầu tiên. Thế thì khi mà chúng ta chọn là mở một cái tài liệu rồi thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái trang làm việc nó nằm ở đúng giữa của cái cửa sổ này và nó có hình chữ nhật, kích thước thì đúng bằng cái khổ mà chúng ta vừa khai báo trên này. Lúc này thì nó bắt đầu xuất hiện thêm cái thước để cho các bạn có thể là quan sát nhanh được cái kích thước và cái khuôn khổ của cái tài liệu. Thước thì nó sẽ nằm ở lề trên đấy, và ở các phiên bản này thì nó lại dịch cái thước sang phía bên thước dọc thì nó dịch sang phía bên tay phải. Trước đấy ở các phiên bản thấp hơn thì thường nó sẽ chạy thước ở bên trái và bên trên như thế này. Thế thì cái trang làm việc này nó sẽ giúp chúng ta giải quyết cái vấn đề gì? Trang làm việc này thì nó sẽ giúp chúng ta xác định được đúng luôn cái kích thước và thành phẩm mà chúng ta cần. Đấy. Có vẽ hay làm cái gì thì có phải là lúc nào chúng ta cũng phải làm ở trong khu vực này không, hay chúng ta có thể làm ở bên ngoài? Thực ra thì các bạn vẽ ở trong cũng được, vẽ ngoài cũng được. Đấy. Nhưng mà nếu mà nói là vẽ không thôi
xem ở trên máy không thôi thì rất là tùy nghi, các bạn làm ở đâu cũng xong, nhưng mà để mà nối máy in để in ra thì chỉ có những cái gì nó nằm ở trong cái khuôn khổ trang này thì các bạn mới in ra được. Đấy. Ví dụ tôi có một cái đối tượng nó nằm ở đây, ok, đối tượng này nó sẽ được in ra thì chúng ta nối máy in. Một đối tượng mà nằm kiểu như thế này thì sao, nó sẽ chỉ in cho chúng ta cái phần nằm ở trong trang này thôi. Thế còn nếu mà đối tượng nằm ở bên ngoài, các bạn có thể nhìn thấy nó ở trên màn hình nhưng sẽ không xuất hiện ở trong bản in. Cái trang giấy làm việc này để nó giúp chúng ta là xác nhận là những cái đối tượng nào được in và không được in. Thì cái này nó cũng gần giống như là cái việc mà chúng ta đi học, chúng ta có thể viết vào vở, viết vào giấy, cũng có thể là viết ra mặt bàn cũng được, chẳng ai cấm. Chỉ có điều là nộp bài thì các bạn chỉ có thể là cầm giấy hoặc cầm vở đem lên thôi, chứ các bạn không thể ôm cả mặt bàn lên để nộp bài được. Đấy thì về mặt thao tác thì rất là thoải mái, trong ngoài đều được. Nhưng mà đã đến hồi kết thúc, tức là để đưa ra thành thành phẩm thì tuyệt đối tất cả các thiết kế của các bạn, những gì mà các bạn muốn nó xuất hiện thì buộc lòng là nó phải nằm ở trong cái trang này. Với lại cái trang này thì nó cũng sẽ giúp các bạn làm thêm một cái vấn đề như thế này, tức là tạo thành một cái thói quen thao tác cho nó chuẩn. Tại vì rất nhiều người thì thấy rằng là làm việc tùy tiện được, làm ở trong cũng được, làm ở ngoài cũng được, và họ có thể là làm rất là lung tung. Và thêm một cái vấn đề nữa là cũng không thèm để ý tới cái kích thước của cái thành phẩm mà được khách hàng yêu cầu là như thế nào. Đấy, cái điều đó là một cái điều mà rất là nguy hiểm. Tại vì là khi mà chúng ta làm việc mà không đúng khuôn khổ chuẩn ấy, thì đến lúc mà co kéo nó thì nó sẽ xảy ra những cái điều mà nó ngoài ý muốn. Và lỗi thì thường nó sẽ phát sinh ra ở trong cái quá trình đó. Cho nên tốt nhất là chúng ta sẽ làm đúng khuôn khổ chuẩn luôn. Khách hàng yêu cầu là cái sản phẩm này kích thước bao nhiêu thì chúng ta thiết lập đúng cái trang làm việc bấy nhiêu nó làm trong khu vực đó. Đấy. Cái bên ngoài chỉ là để ví dụ như là thêm nếm những cái tài nguyên mà chúng ta sẽ nhặt thêm vào trong cái trang làm việc chính thôi. Thế thì có một vài cái khái niệm nhỏ nhỏ chúng ta cần phải thống nhất với nhau trước. Đó là trong Corel thì nó có một cái đặc điểm như thế này. Khi các bạn vẽ ra, các bạn tạo ra một đối tượng bất kỳ thì các bạn sẽ chỉ thấy được kích thước của hình dáng của cái đối tượng vừa mới vẽ đó. Nó sẽ được bao quanh bởi một cái đường viền màu đen mặc định, và bề mặt thì chưa được tô. Đấy. Tức là nó nhìn xuyên qua cái khung trống đó. Và đây, như các bạn nhìn thấy ở đây, cái đối tượng này của tôi vẽ ra rồi, nhưng nó không phải là màu trắng mà nó hoàn toàn là chưa được tô, tức là mới chỉ có đường viền thôi, và chúng ta đang nhìn thấy xuyên qua nó, và chúng ta nhìn thấy cái trang giấy làm việc ở bên dưới và thấy được cả cái đường viền. Sau này thì chúng ta cần tô cái gì thì chúng ta sẽ tô sau. Thì đấy là cái điểm mặc định. Cái này thì hơi khác so với lại thằng Illustrator thì thường là nó sẽ hay bị tô màu sẵn theo cái màu có ở trong hộp, và đấy là một cái điểm tôi rất không thích của thằng Illustrator. Tại vì thực ra thì một bản thiết kế thì chúng ta làm rất là nhiều, chứ không phải là thao tác với một hai đối tượng. Và khi mà nó cứ tô màu sẵn như thế thì thường là tôi cũng vẫn phải tô màu lại theo cái mong muốn của mình. Đấy, cho nên là cái thao tác mà tô sẵn màu thế thì gần như là đối tượng nào vẽ ra rồi cũng phải đổi màu cả. Cho nên cái cách mà tô màu trước như thế thì riêng cái đó thì tôi lại thấy nó không có hay bằng Corel. Thế bây giờ chúng ta bắt đầu làm quen bằng cách là tạo ra những cái đối tượng cơ bản nhất, đơn giản nhất ở trong Corel. Đấy là những hình hình học. Thế thì hình đơn giản nhất đó chính là hình chữ nhật. Đó, chúng ta sẽ có một công cụ nó gọi là công cụ rectangle. Các bạn có thể là đưa chuột vào, các bạn kích chuột vào cái đối tượng đó, cái icon đó ở trong hộp công cụ để chọn, hoặc là các bạn nhấn phím tắt của nó là F6. Thế thì thao tác để tạo ra một cái hình chữ nhật rất là đơn giản thế sao? Các bạn quan sát. Đầu tiên là tôi nhấp chọn công cụ hoặc nhấn phím tắt F6 để gọi nó. Sau đó thì đưa nó vào trong trang giấy làm việc.
và bắt đầu bằng cách là nhấp giữ chuột. Sau đó thì các bạn kéo dê chuột đi một đoạn. Thường thì thói quen của chúng ta sẽ là kéo từ trái sang phải, từ trên xuống dưới để tạo ra cái hình. Và muốn một hình to, nhỏ, gầy, béo, cao, thấp như thế nào thì các bạn cứ kéo, quan sát cái khung đang được tạo ra như thế này. Và đến lúc nào đó các bạn cảm thấy là hài lòng với kích thước và hình dáng của nó rồi thì các bạn nhả chuột ra, thì cái hình nó sẽ được tạo ra đúng như là cái khung mà chúng ta đang điều chỉnh. Đấy. Thế và như vừa nãy tôi có nói là hình này thì mới chịu được viền thôi, mặc định nó sẽ là màu đen và nó sẽ không có bề mặt, cần cái gì thì chúng ta sẽ tô sau. Thế thì các bạn để ý một chút là cái thanh thanh property nó sẽ là cái thanh mà hỗ trợ chúng ta cực kỳ nhiều. Ở đây thì khi tôi chọn một công cụ hoặc chọn một đối tượng thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta về cái thông tin và thao tác đối với đối tượng đó. Còn trường hợp mà chúng ta không chọn cái gì thì lúc đó nó lại quay trở về để giúp chúng ta thiết lập những cái môi trường làm việc thôi. Thế ví dụ bây giờ tôi chọn cái đối tượng này thì nó cung cấp cho chúng ta những cái hỗ trợ gì? Các bạn để ý trên này, chúng ta có mấy thứ mà chúng ta có thể là can thiệp như sau. Một là tọa độ, thì nó sẽ tính cái tọa độ gốc của cái đối tượng này là ở đâu. Các bạn để ý cái object origin, cái biểu tượng này, thì các bạn sẽ thấy là có một cái mô hình gồm có nhiều cái hình vuông nhỏ nhỏ. Đấy. Thì tâm của nó là cái ô được đánh dấu màu đen. Đấy. Và cái tọa độ x và y này chính là nó khai báo về cái tọa độ của cái đối tượng đó. Nếu mà nhìn ở trên hình thì các bạn sẽ nhìn thấy cái dấu x nằm ở giữa của cái đối tượng, đấy chính là tâm và tính tọa độ của đối tượng đó. Thế thì đối tượng này nó tính theo tọa độ là nó tính từ đâu? Nó tính từ đây. Các bạn nhìn thước ở trên thì điểm 0 sẽ là cạnh trái của cái trang giấy. Thế còn điểm 0 còn lại thì nó sẽ là ở đáy của gì đây ạ? Đáy của trang giấy, đường đáy của trang giấy nếu mà chúng ta quan sát ở thước dọc. Thế và cái tọa độ x y này chính là cái dấu x này, nó sẽ khai báo là cái tâm của đối tượng nó nằm ở đâu, chính xác ở đâu so với cái tọa độ của trang giấy. Cái trường thứ hai mà chúng ta cần quan tâm đó là trường object size. Thì cái kích thước này thì nó sẽ khai báo một cách chính xác luôn là cái hình chúng ta vừa vẽ ra là nó dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu. Đây, các bạn quan sát trên này thì các bạn sẽ có cái con số là 121,299mm chiều rộng và 77,191mm nếu mà tính theo chiều đứng. Thế còn cái hình nào chúng ta vừa vẽ ra thì nó sẽ coi luôn đấy chính là tỷ lệ 100% gốc. Các bạn còn thấy có thêm một cái biểu tượng hình cái khóa lock ratio. Thì cái khóa này có hai trạng thái, khóa hoặc là mở. Nhấn xuống là khóa, bấm thêm vào một lần là mở khóa. Thế thì cái này nó sẽ tác động tới cái thao tác của chúng ta như thế nào? Chúng ta có hai cách. Một là chúng ta di dịch và chúng ta thay đổi kích thước của đối tượng bằng cách là làm trực tiếp vào trong đối tượng. Hoặc cách thứ hai là chúng ta chọn đối tượng nhưng mà chúng ta không co kéo trực tiếp mà chúng ta nhập con số vào đây. Và cái việc nhập số vào đây thì nó sẽ phụ thuộc vào cái việc là cái khóa này mở hay đóng. Nếu mà khóa này đóng thì các bạn chỉ việc là nhập tham số vào một trường thì trường kia nó sẽ tự động tính theo tỷ lệ và nó co duỗi theo. Thế còn nếu mà tôi mở khóa thì chỉnh trường nào thì nó sẽ đi theo trường đó. Ví dụ bây giờ tôi đưa cái này về 120, đấy, làm tròn số thì nó sẽ chỉ co duỗi cái chiều kia thôi, hoặc là tôi đưa về 100 chẳng hạn. Đấy, thì chiều kia không co duỗi. Nhưng nếu mà tôi khóa cái này lại mà tôi lại tăng giảm cái này, ví dụ 200 đi, thì một chiều này tăng thì dẫn tới chiều còn lại nó cũng sẽ tăng theo. Đấy. Thế còn hỗ trợ một số thứ nữa thì sao? Thế không tham dự luôn lúc này à? Không tham dự luôn lúc này lúc khoa em học lần này à, hôm nay tự học như này. Thế thì ở trên này nó còn hỗ trợ các bạn một số các cái tính năng khác, ví dụ như là quay
Đấy, ví dụ tôi muốn quay một góc bao nhiêu độ thì tôi sẽ điền vào đây, nhấn Enter thì nó sẽ xoay cái hình của chúng ta theo một cái góc chính xác luôn. Mặc dù chúng ta có thể quay một cách thủ công nhưng mà cần chính xác thì chúng ta sẽ ra ra bằng tham số ở trên này. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta còn có một số các cái hỗ trợ khác nữa, ví dụ như là lật. Ở đây thì chúng ta có hai cái nút giúp chúng ta có thể lật theo chiều đứng hoặc là lật theo chiều ngang. Đấy. Ví dụ bấm vào đây là lật horizontal này. Thế còn đây là vertical. Đấy. Thế còn cái phần này thì nó sẽ giúp chúng ta giải quyết gì ạ? Thiết lập một cái khác biệt đi ở trong cái đối tượng này, đó là điều chỉnh cái góc. Cái này là chỉ có dành riêng cho hình chữ nhật thôi. Hình chữ nhật có 4 góc thì ngoài cái góc vuông vắn 90 độ thì chúng ta có thể điều chỉnh cái góc này. Ví dụ như là làm tròn góc này, ví dụ làm tròn góc nhưng mà lõm vào trong này, ví dụ vát góc này. Đấy. Thì chúng ta cũng sẽ thấy là ở phía trên này có 4 cái trường và mỗi trường này tương ứng với một góc của cái hình chúng ta đang chọn. Bằng cách là gia giảm một tham số ở đây, ví dụ như thế này, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có thể làm về tròn cái góc cho hình chữ nhật này. Và nếu cái khóa này đang đóng thì các bạn chỉ việc là điền vào một trường, các trường còn lại, các góc còn lại nó sẽ co kéo tương theo luôn. Đấy. Thế còn nếu mà tôi bỏ cái khóa này ra thì sao? Tôi bỏ cái khóa này ra thì tôi có thể thiết lập một góc khác với các góc khác, tức là từng góc một chúng ta có thể điều chỉnh nó theo những tham số khác nhau hoàn toàn. Đây chính là cái mà thằng Illustrator sau rất nhiều phiên bản cuối cùng bây giờ cũng đang phải học lại thằng Corel, tức là cái tròn về tròn góc như thế này. Ngày xưa Illustrator muốn về một cái góc như thế này thì cực kỳ vất vả luôn. Đấy. À, bây giờ cũng đang phải học theo thằng Corel cái này đây. Thế còn là lõm thì sao? Đây, lõm thì chỉ cần bấm vào đây thì nó sẽ đổi chiều lõm vào bên trong. Thế còn đây thì vát chéo. Các bạn có thể điều chỉnh từng góc một với các tham số khác nhau. Nhưng mà lưu ý các bạn rằng là mặc dù tham số khác nhau nhưng hoặc là V tròn lồi ra, V tròn lõm và phải vát thì nó sẽ bốn góc nó chỉ có thể là cùng một kiểu đấy thôi. Chứ nó không thể nào một cái thì không V, một cái thì V tròn ra ngoài, một cái V lõm vào trong, một cái vát thì Corel hay bất cứ một chương trình nào cũng không thể làm được như thế. Đấy. Nó sẽ chỉ khác nhau với tham số thôi, còn kiểu thì mỗi một lần nó chỉ được phép áp dụng một kiểu mà thôi. Thế thì đấy là một vài cái tham số, một vài cái tùy chọn để chúng ta có thể là can thiệp vào cái hình chữ nhật của chúng ta. Corel ngoài cái công cụ vẽ hình chữ nhật cơ bản thì chúng ta còn có một cái công cụ nữa mang tính cải tiến thì sao? Đây các bạn quan sát. Khi mà chúng ta nhìn vào một hộp công cụ, nếu như ở cái icon của công cụ đó mà nó lại còn có thêm một cái điểm tam giác nhỏ nhỏ nữa thì chúng ta sẽ hiểu rằng là trong hộp đó còn rất nhiều các công cụ nó ẩn phía sau. Đấy, hoặc ít nhất là có hai công cụ nằm cùng một vị trí. Và để hiện ra cái công cụ đang bị ẩn thì các bạn bấm giữ chuột một chút thì nó sẽ mở ra cho chúng ta cái flyer box này để cho chúng ta có thể nhìn thấy cái công cụ vẫn còn ở bên trong. Thì công cụ gốc nó là công cụ rectangle này. Thế còn công cụ cải tiến, công cụ bổ sung đó là công cụ tripoint rectangle. Nó sẽ giúp chúng ta vẽ ra một hình chữ nhật bởi xác định 3 điểm. Cách thức làm việc các bạn quan sát như sau. Tôi chọn công cụ, sau đó thì tôi sẽ vẽ bằng cách như thế này. Các bạn nhấp giữ chuột và các bạn kéo một đường, ngang cũng được, dọc cũng được, chéo cũng được. Sau khi mà các bạn dừng rồi, các bạn nhả phím chuột ra thì chúng ta đã xác định được một chiều của cái hình chữ nhật. Khi mà nhả phím chuột ra, sau đó thì chúng ta di chuột mà không nhấn bất cứ cái phím nào cả thì nó sẽ thiết lập tiếp cái chiều thứ hai. Các bạn quan sát cho tới khi nào các bạn cảm thấy ưng thì các bạn kích chuột một cái để xác nhận là chiều thứ hai nó cao được đấy hay nó rộng được đó. Và
chúng ta vẽ ra được cái hình chữ nhật. Thế thì sẽ có câu hỏi là cái công cụ này để làm cái gì? Tại vì nói cho cùng thì nó cũng vẫn là vẽ ra hình chữ nhật thôi, nhưng mà điểm này thì nó thật ra là nó rất là khác và nó rất là tiện. Các bạn sẽ thấy là không phải lúc nào chúng ta cũng tạo ra những cái đối tượng mà nó nằm theo chiều ngang hay nằm theo chiều đứng, vuông góc hoàn toàn thế này. Trong thực tế thì bản thiết kế có rất nhiều đối tượng nó nằm theo chiều chéo. Và nếu như mà tôi vẽ theo chiều chéo thì với công cụ cũ, công cụ gốc thì tôi sẽ phải vẽ ra một hình chữ nhật nằm ngang như thế này. Sau đó bằng một cách nào đó tôi sẽ quay nó đi một cái góc độ như thế này chẳng hạn. Thế thì chúng ta phải mất hai thao tác. Một thao tác là vẽ ra một hình vuông thành sát cạnh. Thao tác thứ hai là quay nó đi một góc cần thiết. Thế thì với cái công cụ này thì chúng ta có thể vẽ ngay lập tức một cái đối tượng bằng cách là bấm và kéo một đường như thế này để xác định một chiều. Sau đó thì chúng ta mở ra thì chúng ta có thể vẽ ra được một cái hình chữ nhật chéo luôn theo cái góc mà chúng ta cần, tiết kiệm được cái thao tác. Ngoài ra nữa thì không phải là chỉ dừng lại đó đâu, sẽ có những cái hình mới mà chúng ta vẽ ra nhưng nó lại phải nương theo một cái hình đã được nghiêng đi một góc bao nhiêu đấy rồi. Thì bằng việc là chúng ta vẽ song song luôn với lại cái đối tượng đã có như thế này thì chúng ta có thể là tạo ra những hình khác nó bám theo cái chiều đó luôn, nó rất là tiện đấy. Thì đây là cái công cụ hiện tại vẫn còn mang tính cái độc quyền của Corel. Thái Illustrator thì vẫn chưa chịu học theo cái võ này. Thế thì cái hình chữ nhật mà vẽ theo kiểu 3 điểm như thế này thì có cái gì khác so với lại cái hình chữ nhật là cơ bản hay không? Thì về mặt nguyên tắc thì nó không có nhiều khác nhau ở cái phương pháp vẽ thôi. Còn thuộc tính của nó thì vẫn được duy trì giống hệt như là cái hình chữ nhật thông thường kia. Bởi vì khi mà tôi chọn vào đây, tôi vẫn có thể là chọn từ đây ạ. Về các góc giống như là tôi làm ở cái hình chữ nhật cổ điển kia đấy, vẫn về từng góc một hay cả bốn hay là như thế nào đấy được. Mà đây chính là cái công cụ đầu tiên mà chúng ta làm quen, đó là công cụ vẽ hình chữ nhật. Thế và có một cái điểm hơi đặc biệt một tí, đó là nếu trong quá trình mà chúng ta vẽ một hình chữ nhật mà chúng ta lại nhấn giữ phím Control thì nó sẽ ra thành một cái hình chữ nhật đặc biệt, tức là bốn cạnh bằng nhau, hay là chúng ta gọi nó là hình vuông đấy. Thì hình chữ nhật thì đơn giản vậy thôi, tức là chúng ta chỉ có từng đấy thứ chúng ta cần ghi nhớ. Thế mà trong cái quá trình mà làm việc thì các bạn cũng lưu ý giúp tôi một vài cái khái niệm như này, đó là khi mà chúng ta nói là nhấp chuột thì chúng ta sẽ hiểu rằng đấy là chuột trái. Tại vì Corel thì nó sử dụng chuột phải cũng rất là nhiều. Và lúc nào mà tôi nói sử dụng chuột phải thì tôi sẽ nói rất rõ là chuột phải. Đấy, còn nếu mà chúng ta dùng khái niệm là nhấp chuột thì chúng ta sẽ hiểu luôn đấy là chuột trái. Thế và cái phím Control cũng là một trong những cái phím mà chúng ta sử dụng cực kỳ nhiều trong thao tác với lại Corel. Thì lưu ý hai cái vấn đề đó, chuột phải và phím Control. Không phải chỉ riêng cái hình chữ nhật này đâu, mà rất nhiều công cụ khác cũng như rất nhiều lệnh khác chúng ta sẽ dùng đến chuột phải và phím Control đó. Về hình chữ nhật thì chắc là đơn giản thế thôi, mọi người làm thử một xíu xíu là có thể nắm được nó. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu tiếp luôn cái công cụ cơ bản thứ hai, rồi chốc nữa các bạn có thể cùng thử nghiệm luôn một thẻ. Công cụ thứ hai mà chúng ta giới thiệu với nhau đó cũng là một cái công cụ hết sức là cơ bản, vẽ hình ellipse. Nó nằm ngay dưới công cụ vẽ hình chữ nhật và phím tắt của nó cũng là kế tiếp theo thôi. Cái thằng kia là F6 thì thằng này là F7. Chọn công cụ hoặc là nhấn F7 để mà mở cái công cụ ra. Sau đó thì chúng ta cũng đưa chuột vào trong màn hình, vào trang giấy làm việc và nhấp giữ chuột và vẽ. Thế thì chúng ta có thể vẽ cao, vẽ thấp, vẽ dài, vẽ ngắn, vẽ rộng, vẽ hẹp thì tùy tay. Quan sát cho tới khi nào mà hài lòng thì các bạn nhả chuột ra thì nó sẽ tạo ra đúng cái hình vẽ như chúng ta đang nhìn thấy. Thao tác thì nó đơn giản, vô cùng như thế. Thế thì điều cần quan tâm đó chính là các thuộc tính riêng. Ở đây cũng là một cái thuộc tính rất là đặc biệt
mà Corel gán cho những cái đối tượng hình ellipse. Nó có 3 biến thể. Đối với hình ellipse, các bạn nhìn lên chuyên thanh property, các bạn sẽ thấy có 3 cái icon lần lượt có tên là ellipse, pie và arc. Thì cái về mặt vật lý, cái hình mà chúng ta vừa vẽ ra nó dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu, nằm ở tọa độ nào thì không có gì khác nhau. Nhưng mà khi chúng ta bấm vào một icon này thì nó sẽ có cái sự chuyển đổi. Ví dụ ellipse là một cái hình hoàn hảo, đó, đủ 360 độ. Nhưng mà đối với pie chẳng hạn thì nó sẽ chuyển, vẫn cái hình ellipse đó, nó sẽ chuyển sang cái dạng giống như một miếng bánh pizza đã bị cắt vào một miếng. Và nếu tôi bấm sang cái trạng thái thứ ba, cái trạng thái arc này, thì các bạn sẽ thấy là nó không còn là một hình khép kín nữa, mà nó chỉ là một cái dây cung tròn tròn đang hở như thế này. Về mặt vật lý thì kích thước hoàn toàn không khác nhau nhé, tọa độ cũng không hề khác nhau. Chỉ có điều là một cái thì tròn vẹn đầy đủ, một cái thì cắt khuyết, và một cái thì không có diện tích mà nó chỉ có cái dây cung tròn như thế này thôi. Và ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là có hai cái trường, nó gọi là trường start và trường end, để nó điều khiển là cái điểm mà bắt đầu và điểm kết thúc của cái pie hoặc là cái arc nó nằm ở đâu, bằng cách là gõ một cái tham số vào đây, hoặc các bạn có thể sử dụng cái phím mũi tên để tăng hay giảm các tham số vào đây thì các bạn có thể có những cái hình khác nhau. Ví dụ các bạn nhìn ở đây là tôi đang có tham số là 0 và 270 độ thì tôi có một cái hình là 3/4 như thế này. Nhưng nếu mà bây giờ tôi cho nó là 90 với 270 chẳng hạn thì nó sẽ còn lại gì đó, một nửa. Đấy. Và điều chỉnh trên hay điều chỉnh dưới thì tùy. Cái này thì dùng chung cho cả cái pie lẫn cái arc này. Nếu mà tôi bấm vào arc thì nó sẽ không còn là cái hình khép kín mà nó chỉ là một nửa cung tròn theo cái đường dây cái chu vi ở ngoài thôi. Thế còn chúng ta có một cái nút phía sau này nữa, nó gọi là nút change direction. Khi tôi bấm vào đây thì nó sẽ lấy cho tôi cái phần còn lại. Ví dụ bây giờ tôi đang có một nửa bên trái, đúng không? Tôi bấm vào đây thì nó lại xoay lật sang bên kia, nó lấy cho tôi nửa bên phải. Thì đây là cái những cái thiết lập mà chúng ta có thể làm việc với lại cái hình ellipse. Và cũng tương tự như là hình chữ nhật, ellipse cũng được cung cấp hai trường hợp, đó là tripoint ellipse, có nghĩa là sẽ giúp chúng ta vẽ ra một hình ellipse bởi ba giá trị. Thế thì cách vẽ của nó cũng tương tự như là cái hình kia thôi, có nghĩa là nhấp chọn công cụ này, đưa vào trong trang giấy này, các bạn nhấp giữ chuột và các bạn kéo một đường. Cái đường này dài ngắn bao nhiêu thì chính là một trong hai cái đường kính của cái hình ellipse. Sau khi xác nhận xong đường kính rồi, chúng ta nhả chuột ra và chúng ta di chuột đi, không giữ bất cứ phím nào cả, thì nó sẽ thiết lập tiếp cái chiều còn lại. Đấy. Và cũng giống như là cái hình chữ nhật kia, nó cho phép chúng ta là vẽ một hình ngang như thế này, hay là một cái hình ellipse mà nó có tính chất chéo luôn như thế này, rất là tiện. Đấy, xác nhận được rồi thì chúng ta nhấp chuột là xong, nó sẽ vẽ ra cho chúng ta cái hình ellipse như chúng ta mong muốn. Như vậy là chúng ta đã làm quen hai công cụ đó, rất nhanh, chữ nhật và ellipse, và vài cái thuộc tính riêng rất rất đặc biệt của nó. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ giới thiệu cũng vẫn là những công cụ cơ bản đó thôi. Chúng ta sẽ làm quen thêm một chút với công cụ polygon, công cụ star và công cụ complex star, tức là một vài cái hình học rất là cơ bản. Đối với công cụ polygon thì nó sẽ nằm ở cái nhóm ngay bên dưới của hình ellipse, và phím tắt của nó là y dài. Bấm chọn polygon và đưa vào trong màn hình để bắt đầu vẽ. Thì các bạn cần quan tâm một chút tới cái hình mà chúng ta cần là muốn là bao nhiêu cạnh hoặc là bao nhiêu đỉnh. Đấy, do nó là đa giác thì chúng ta cần phải xác nhận cái số đỉnh của nó hoặc số cạnh của nó. Thì nếu mà cái con số các bạn nhìn thấy ở trên trên thanh ấy, property, nó là số mấy đây trong trường này, point or side, thì khi vẽ ra chúng ta sẽ có một cái đa giác có số cạnh hoặc là số đỉnh tương ứng với lại con số này. Bây giờ chúng ta nhấp chuột, chúng ta vẽ thì chúng ta sẽ có hình gì đây ạ, lục giác như thế này, lục lăng như thế này, đúng không?
Và các bạn muốn vẽ to, nhỏ, dài, ngắn, rộng, hẹp, cao, thấp thì cũng tùy tay mà vẽ. Còn trong trường hợp mà các bạn cần nó là một hình cân thì các bạn sẽ nhấn giữ phím Ctrl thì nó sẽ có một cái hình cân như thế. Phím Ctrl nó dùng chung cho tất cả. Ellipse nếu mà nhấn Ctrl thì nó ra tròn. Đó. Chữ nhật nhấn Ctrl thì nó sẽ ra vuông. Thế còn đa giác thì nó sẽ ra đa giác đều, đa giác cân với lại cái phím Ctrl này. À, và một cái điểm nữa thì chúng ta lưu ý là cái con số ở trên này nó sẽ tương ứng với số cạnh hoặc là số đỉnh của cái hình đa giác. Tuy nhiên vẽ xong rồi thì có điều chỉnh được không? Vẫn điều chỉnh được. Các bạn chỉ việc là giữ cái hình này đang được chọn và sau đó thì các bạn bôi đen vào đây, các bạn gõ tham số vào hoặc sử dụng phím mũi tên lên hay xuống để các bạn ra giảm, tăng giảm số lượng các cạnh hoặc các đỉnh như thế này thì chúng ta sẽ có được các hình đa giác có số cạnh hoặc số đỉnh theo chúng ta yêu cầu. Và minimum thì các bạn sẽ thấy là một đa giác mà có số cạnh nhỏ nhất có thể vẽ thì đấy là tam giác. Đó. Còn maximum thì vô tận. Nếu mà chúng ta cứ đẩy lên đến một mức độ nào đó thì cái đa giác nó sẽ gần như thành giống thành hình tròn. Đó. Thì hình đa giác thì đơn giản vậy thôi. Hình tiếp theo đó là hình ngôi sao. Thì hình này nó phức tạp hơn một chút tại vì nó có nhiều tham số hơn. Chọn công cụ Star thì mặc định các bạn sẽ thấy là cái ngôi sao thì nó sẽ thường là để sẵn cho chúng ta là ngôi sao 5 cánh và cái tham số nó cũng được điền sẵn ở đây rồi. Bây giờ chúng ta nhấp chuột và chúng ta vẽ thì nó sẽ ra hình ngôi sao. Tất nhiên là chúng ta cũng vẽ mà không giữ phím nào cả thì dài, ngắn, rộng, hẹp, cao, thấp, béo, gầy là do tùy ý chúng ta thôi. Nhưng nếu chúng ta nhấn giữ Ctrl thì nó sẽ cho ra ngôi sao cân đều luôn như thế này. Số cạnh thì sẽ được điều chỉnh ở tham số point or size. Cũng tương tự như là khi chúng ta điều chỉnh cái đối tượng ở trong các hình khác đó, đa giác vừa nãy. Nhưng mà nó còn có thêm một cái tham số nữa, nó gọi là tham số sharpness. Thì ví dụ bây giờ tôi bấm vào point or size, tôi tăng lên chẳng hạn, thì tôi sẽ có sao 6 cánh này, 7 cánh, 8 cánh hoặc là lui về minimum thì chúng ta sẽ có gì đấy ạ? Có cái sao 3 cánh, nó rất giống như là cái hình trong logo xe Mercedes mà đang không có cái vòng tròn ở bên ngoài. Đó. Thế còn cái sharpness này thì nó giúp chúng ta làm cái gì? Sharpness này nó giúp chúng ta điều chỉnh cái độ gầy béo của cái ngôi sao. Point or size thì nó sẽ tính là bao nhiêu đỉnh, bao nhiêu cánh. Thế còn cái sharpness này thì nó sẽ giải quyết là cái độ thắt ở đây này, thắt vào trong nhiều hay là nó lùi ra phía ngoài, nó sẽ tạo ra một ngôi sao béo hay là sao gầy. Đó. Bây giờ tôi ra giảm tham số này, các bạn sẽ quan sát sự thay đổi của nó. Đây, trường sharpness này, bây giờ tôi bấm vào đây, tham số càng lớn thì cái điểm thắt này nó càng bị đẩy vào phía trong và lúc đó thì cái ngôi sao này nó càng trở nên người mẫu hơn, mảnh mai hơn. Đó. Còn nếu mà tôi giảm tham số thì lúc này nó sẽ làm sao ạ? Căng ra phía ngoài và nó sẽ trở thành cái thằng sao mập như thế này. Thì cái ngôi sao thì nó có hai tham số điều khiển riêng, đấy, số cánh riêng và cái độ thấp để nó làm cho cái sao béo hay sao gầy riêng, thì chúng ta điều khiển nó thêm một cái phần sharpness. Vậy là chúng ta lại làm quen thêm một cái đối tượng rất là cơ bản nữa, đó là vẽ hình ngôi sao. Tuy nhiên sau cái này thì chúng ta lại có một thứ cũng gọi là sao nhưng mà nó là sao rất là đặc biệt, đó là complex star. Complex star thì chúng ta nhấn chọn nó và sau đó thì chúng ta sẽ vẽ vào đây. Thì complex star này thì nó cũng gọi là sao nhưng mà nó có cái điểm khác biệt như sau. Khi tôi vẽ ra một ngôi sao, đây tôi so sánh lại với các bạn một chút. Hình bên trái là hình được vẽ bởi công cụ Star. Hình bên phải là được vẽ bởi công cụ Complex Star.
thì các bạn sẽ thấy rằng là hình này thì nó chỉ chạy rích rắc theo đường chu vi, còn hình này thì nó đan với nhau bởi những cái đường như thế này. Và để mà nhìn cho nó rõ ấy, thì chúng ta nên tiến hành tô màu vào cho đối tượng để nhìn rõ hơn được cái khác biệt. Thì tôi cũng nói luôn, thao tác tô màu đơn giản nhất đó là chúng ta sử dụng công cụ Pick Tool, là công cụ chọn này. Chúng ta bấm chọn vào đối tượng. Sau khi bấm chọn vào đối tượng thì chúng ta bắt đầu có quyền tô màu. Như lúc đầu chúng ta đã nói là một cái đối tượng khi mới vẽ ra thì không có màu, chỉ có đường viền thôi. Bây giờ tôi tô màu vào thì thao tác rất là đơn giản. Các bạn nhìn thấy cái palette màu ở phía bên cạnh phải này. Các bạn thích tô màu gì thì rất đơn giản, chọn chuột vào đấy, bấm một cái, thế là xong. Đối tượng nào đang được chọn sẽ được tô cái màu mà các bạn vừa kích chuột vào. Thế thì tôi vừa mới tô màu cho ngôi sao. Bây giờ tôi lại bấm chuột sang bên này, tôi chọn cái Complex Style. Và tôi cũng bấm vào cái màu tương ứng như thế để tôi tô. Các bạn sẽ thấy được cái sự khác biệt giữa hai cái đối tượng dạng Star và Complex Star như thế này. Đó là hình dáng tổng bên ngoài thì trông có vẻ giống nhau, nhưng một cái là hình đặc, còn một cái là kiểu gì nó cũng sẽ có một cái khoảng rộng nào đó ở bên trong. Thế bây giờ chúng ta cùng nhau xem khác biệt. Ngoài cái chuyện là có hình rỗng như thế này thì Star và Complex Star thì nó sẽ khác nhau ở những cái gì? Trước hết là về chỉ số mang tính minimum nhỏ nhất, thì ngôi sao nhỏ nhất chúng ta có thể tạo ra được là mấy cánh. Thế còn ngôi sao dạng Complex Star nhỏ nhất là mấy cánh, chúng ta xem thử. Bấm vào đây, chọn ngôi sao và chúng ta giảm xuống. Thì chúng ta thấy là 4 cánh này, 3 cánh này, bấm nữa thì không nhận. Có nghĩa là với một ngôi sao theo dạng Star thì chúng ta sẽ có cái tham số nhỏ nhất chấp nhận, đó là sao 3 cánh như thế này. Nhưng đối với Complex Star thì tôi chọn vào đây và tôi tăng hay giảm thì các bạn sẽ thấy rằng là Complex Star thì nhỏ nhất của nó là 5 cánh, không có con số nhỏ hơn cho cái Complex Star như thế này. Thế bây giờ tăng lên có được không? Tăng lên thì cả hai thằng cũng tăng được. Bây giờ chúng ta lại thử xem là cái giá trị Complex Star khi mà tôi ra giảm ở các cái trường Point Outside và cái trường Sharpness này thì nó có gì thay đổi nhé. Đầu tiên là tăng số lượng lên này. Ở đây thì các bạn nhìn thấy ở cái mức độ minimum thì cái hình Complex Star 5 cánh nó không cho phép chúng ta kích hoạt và thay đổi tham số Sharpness này. Trình này bị chìm đi, không tác động được. Bây giờ tôi bấm lên thành 6 cánh nhé. Cái thằng này vẫn chìm và cũng vẫn không tác động được. Có nghĩa là tôi không thể can thiệp được gì vào trong cái này ngoài cái việc là tăng hay giảm cái số cánh hoa cánh ngôi sao. Bây giờ tôi tăng lên 7 thì bắt đầu chúng ta thấy là cái trường này, Sharpness này được phép kích hoạt, và đây là Sharpness với giá trị là 1. Bây giờ nếu mà tôi tăng lên thành 2 thì nó có gì khác hay không? Lúc này thì chúng ta sẽ làm một cái thao tác là tạo ra một bản sao đi để chúng ta quan sát cái sự khác biệt. Thì tôi sẽ nói với các bạn cái cách làm tắt rất là nhanh, rất là đơn giản. Đó là các bạn nhấp chuột vào trong cái đối tượng đang được chọn này. Sau đó các bạn di chuột, các bạn kéo nó sang vị trí mới. Ở vị trí mới thì các bạn đừng nhả phím trái ra, các bạn bấm chuột phải luôn một cái thì nó sẽ tạo ra cho các bạn một cái bản sao ở cái vị trí mà các bạn vừa bấm chuột phải đó. Thì bây giờ chúng ta quan sát nhé, hai cái này bây giờ đang cực kỳ giống nhau tại vì nó là bản sao của nhau. Nhưng một thằng thì tôi giữ nguyên với lại tham số là Point Outside là 7, còn Sharpness là 1. Bây giờ cái thằng này cũng là Point Outside là 7 nhưng mà tôi sẽ tăng cái Sharpness này lên thành 2. Thì đây các bạn nhìn thấy có sự khác biệt giữa hai cái thằng này. Số cánh thì giống nhau nhưng mà cái sự đan xen giữa các cái đối tượng này và tạo ra những cái khu vực rỗng, khu vực trống thì nó khác nhau. Thế bây giờ chúng ta lại giải quyết tiếp như sau. Tôi lại tăng tiếp tham số lên để xem là cái Point Outside này có lên được đến 3 không? Không lên được. Ở tham số là 7 cánh thì nó chỉ chấp nhận là dao động trong cái Sharpness là 1 và 2 thôi. Thích cái nào thì chúng ta sẽ bấm vào cái đấy. Bây giờ tăng lên thành 8 này, 8 cánh này. 8 cánh có tăng lên được thành 3 không? Không. Nhưng 9 cánh thì sao? 9 cánh thì được. 9 cánh thì bắt đầu tôi có thể tăng nó lên thành
Shamlis này thành 3 được. Vậy thì bây giờ tôi lại thử nghiệm tiếp như sau. Hai thằng này đều được tăng lên thành 9 này. Một thằng là Shamlis là 1, một thằng Shamlis này đây là đang là 2. Và bây giờ tôi lại kéo chuột, tôi nhân bản thằng này ra thành một cái vị trí mới. Nhấp chuột phải vào cái thì tôi sẽ có một bản sao thứ 3, và lúc này tôi lại tăng Shamlis này lên thêm một cấp nữa thành 3. Và chúng ta cùng nhau quan sát kỹ hơn. Đây. Số lượng cánh hoàn toàn giống nhau, nhưng sự đan xen và tạo ra các khoảng trống, khoảng đục thì Shamlis càng nhiều, càng cao thì cái cách đục lỗ ra nó càng khác biệt. Thì đây là một cái đối tượng tương đối là đặc biệt ở trong CorelDRAW. Đấy. Thế và như vậy là chúng ta vừa mới làm quen mấy cái công cụ được coi là vẽ hình cơ bản. Đấy, bao gồm hình chữ nhật này, hình ellipse này, hình đa giác này, hình sao này và complex star. Đấy là những cái hình hình học cơ bản chúng ta rất dễ, rất nhanh chúng ta có thể tạo ra để xây dựng lên những cái đối tượng đầu tiên ở trong CorelDRAW. Với lại tất cả những cái option, những cái tùy chọn của cái công cụ đó, cái đối tượng đó. Thế bây giờ thì việc của các bạn là sẽ thử nghiệm một chút xem là có cái gì thắc mắc đối với các công cụ đó không. Và thử nghiệm xong nếu có gì thắc mắc thì chúng ta giải thích. Xong xuôi rồi thì chúng ta sẽ nói tới các cái khái niệm tiếp theo.